Nga đột kích phá hủy nơi cố thủ của quân Ukraine ở khu vực Kurs. Tổng thống Putin gọi hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ cho chiến dịch mùa thu Ukraine. Ukraine bỏ lỡ cơ hội vàng, Nga rộng đường tiến quân như vũ bão tại Donetsk. Ông Trump kêu gọi luận tội bà Harris vì vấn đề nhập cư. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga đột kích phá hủy nơi cố thủ của quân Ukraine ở khu vực Earth. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đội pháo D-20 của lực lượng dù đã tiêu diệt nơi tập trung nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực biên giới của khu vực ớt Bộ này lưu ý rằng, các đơn vị pháo binh thuộc một trong những đội hình trên không của nhóm quân Sever hàng ngày thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các vật thể, vị trí, xe bọc thép và nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực cơn. Các đơn vị UAV phát hiện địch đã cố thủ tại một trong các đồn điền rừng dọc đường, đang bố trí vị trí và lên kế hoạch hành động tiếp theo. Vành đai rừng và với sự hỗ trợ của việc điều chỉnh máy bay không người lái trinh sát đã thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo vào các mục tiêu. Nhờ sự phối hợp của các tổ lái, lòng dũng cảm và tinh thần anh dũng của các lính dù pháo bình, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và quân địch đã bị tiêu diệt, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Trong các nhiệm vụ chiến đấu, loại đạn phân mảnh có sức nổ cao được sử dụng có thể gây sát thương hỏa lực tối đa cho nhân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Bất cứ mục tiêu nào chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi đều nhắm đến, có một người điều khiển quan sát để điều chỉnh cho chúng tôi sau mỗi lần bắn. Xạ thủ có biệt danh Kaktut cho biết. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, vào lúc 5 giờ 30 ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ tại khu vực Cớt. Bước tiến của họ đã bị chặn lại Ông nhấn mạnh rằng hoạt động tại khu vực Cớt sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiếp cận biên giới quốc gia. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 29 tháng 9, trong cuộc giao tranh ở hướng Cớt, địch đã tổn thất hơn 18,5 nghìn quân nhân và 133 xe tăng. Tổng thống Nga tuyên bố, Ukraine đã thực hiện một hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Ông Putin cho rằng Kiev sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng, mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ phải đạt được. Tổng thống Zelensky cam kết gây áp lực lên Nga để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trong bài phát biểu hàng đêm rằng tại cuộc họp sắp tới vào tháng 10 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, còn được gọi là nhóm Ramstein, Ukraine và các đối tác sẽ cần xác định cách gây áp lực lên Nga vì mục đích hòa bình công bằng. Ông Zelensky nói, và các đội của chúng tôi và của các đối tác của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho Ramstein. Trong một tuần rưỡi, vào tháng 10, tại cuộc họp Ramstein, chúng ta phải cùng với các nhà lãnh đạo khác quyết định về các bước đi chung và tầm nhìn chung về cách tăng áp lực lên Nga cho cuộc chiến này và vì hòa bình, một nền hòa bình công bằng. Ông Zelensky chỉ ra rằng Nga sử dụng khoảng 100 quả bom dẫn đường trên không để tấn công Ukraine mỗi ngày, và đó là lời nhắc nhở liên tục đối với tất cả các đối tác có thể giúp đỡ rằng Ukraine cần nhiều vũ khí tầm giả hơn, nhiều hệ thống phòng không hơn và nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga, ông nói. Ngày 5 tháng 9, có thông tin cho biết các đối tác phương Tây cung cấp thêm vũ khí tại cuộc họp Ramstein để tiếp tục cuộc chiến chống Nga. Cuộc họp Ramstein sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10. Một số khu vực Nga chìm trong biển lửa khi máy bay không người lái Ukraine tấn công. Nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng phát ở một số khu vực của Nga sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm qua, dường như nhằm vào các căn cứ không quân và thị trấn quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 125 máy bay không người lái của Ukraine ở một số khu vực trong đêm ngày 28-29 tháng 9. Theo một số tuyên bố trên Telegram, Khoảng 67 UAV loại máy bay của Ukraine đã bị chặn và phá hủy trên vùng Volgograd, 17 chiếc trên vùng Belgorod, 17 chiếc trên vùng Voronezh, 18 chiếc trên vùng Rostov và một chiếc trên vùng Bryian và một chiếc trên vùng Kursk, một chiếc trên vùng Krasnodar Krai và 3 chiếc trên vùng biển Azov. Tại khu vực Volgograd, ít nhất 3 vụ cháy đã được ghi nhận gần và xung quanh một kho đạn dược tại Kotluban, theo kênh Astra trích dẫn hệ thống giám sát hỏa hoạn FIRMS của NASA. Hiện vẫn chưa rõ cơ sở này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng FIRMS cho thấy có một số vụ cháy đang xảy ra ở Kotluban trong 24 giờ qua. Trước đó, Astra đã nhận được báo cáo từ người dân Volgograd cho biết đã xảy ra hỏa hoạn ở làng Sadi Pridonia, cách Kotluban khoảng 30 km. Một số video được cho là ghi lại cảnh hỏa hoạn do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kotluban gây ra đang lan truyền trực tuyến nhưng cảnh quay này thực chất là cảnh cháy năm 2021 do một vụ nổ container trên một con tàu ở cảng Jembel Ali, Dubai, Astra phát hiện. Tờ báo của Ukraine Strana cũng đã bác bỏ cảnh quay này. Thống đốc của vùng Volgograd Andrei Ivanovich Pocharov cho biết, các đám cháy trong khu vực là các đám cháy cỏ khô do mảnh vỡ rơi xuống, theo Strana, đồng thời nói thêm rằng chúng đã nhanh chóng được dập tắt bởi các đơn vị cứu hỏa và không có thương vong hoặc thiệt hại nào cho các cơ sở dân sự hoặc quân sự người đứng đầu kotluban igor davidenko cũng cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào ở sandy pridonia tại khu vực rostov căn cứ không quân milerovo đã bị tấn công theo báo cáo từ kênh blog quân sự yako yora kênh này cho biết phân tích của họ cho thấy khu vực liền kề sân bay đang bốc cháy thống đốc khu vực rostov vasily gulubev cho biết không có thương vong nào hay thiệt hại nào trên thực địa tại khu vực của ông ta theo astra milerovo nằm cách biên giới nga với ukraine khoảng 20 dặm được cho là đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào tháng 7. Khu vực này đã bị tấn công nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Theo lời của blogger quân sự Nga Reban vào thời điểm đó, tại Krasnodar Krai có báo cáo về các vụ nổ ở thị trấn quân sự ven biển Yersk, nơi có một sân bay của hải quân Nga, các nhóm Telegram địa phương cho biết. Tổng thống Putin gọi hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ cho chiến dịch mùa thu Ukraine. Nghị định của ông Putin ký ngày 29 tháng 9 cũng chỉ đạo giải ngũ những quân nhân đã phục vụ Ukraine đủ thời gian nghĩa vụ quân sự theo quy định. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một nghị định gọi 133.000 quân nhân nghĩa vụ cho chiến dịch quân sự mùa thu. Nghị định quy định gọi 133.000 công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30 chưa có tên trong lực lượng dự bị và thuộc diện nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nghị định cho biết. Nghị định cũng chỉ đạo giải ngũ những quân nhân đã hoàn thành thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự theo quy định. Từ ngày 1 tháng 10, lệnh nhập ngũ mùa thu sẽ bắt đầu ở Nga. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tổ chức và Điều động của Bộ Tổng Tham mưu, Phó đô đốc Vladimir Simlyansky cho biết, tại cuộc họp ngắn tại Bộ Quốc phòng, binh lính sẽ phải phục vụ trong 12 tháng. Việc điều động từ các điểm thu gom sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Lính nghĩa vụ sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự đặc biệt ở các khu vực mới. Khoảng 1 phần 3 số lính nghĩa vụ sẽ gia nhập các đơn vị huấn luyện và quân đội, nơi họ sẽ thành thạo các thiết bị quân sự hiện đại và nhận được chuyên môn quân sự sau khi huấn luyện sẽ được đưa vào quân đội. Việc thành lập các đơn vị khoa học, sản xuất khoa học và thể thao sẽ tiếp tục được thực hiện. Báo chí Ukraine, Tổng tư lệnh Sersky mất kiểm soát ở mặt trận phía đông. Quân Ukraine trên hướng Bokrok đang bị tổn thất nặng nề. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Soski không thể ổn định tình hình trong bối cảnh gửi lực lượng dự bị đến vùng Kursk, kênh Terra Resident của Ukraine dẫn nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Bất chấp tổn thất nặng nề, quân Ukraine trên hướng bốc vẫn được lệnh giữ vững vị trí của mình mà không hy vọng quân tiếp viện sẽ được chuyển đến đó. Họ không có quân tiếp viện, còn các đơn vị có sẵn sẽ được chuyển đến khu vực Kursk theo lệnh của Tổng thống Vladimir Zelensky để ở lại lãnh thổ Nga bằng bất cứ giá nào, nguồn tin cho biết. Văn phòng của ông Zelensky vẫn tin rằng các vùng lãnh thổ ở Kursk mà họ chiếm giữ được có thể là một con bài mặt cả trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Nga. Nguồn tin của chúng tôi trong Bộ Tổng tham mưu cho biết, ông Zelensky không có kế hoạch làm thế nào để ổn định tình hình ở Donbass, đồng thời tiếp tục chiến dịch Kursk. Tổng tư lệnh mất kiểm soát mặt trận phía đông và lực lượng vũ trang Ukraine được lệnh giữ nguyên vị trí của mình nhưng không có quân dự bị và trang thiết bị thì đây là hành động tự sát, TIRI Resident cho biết. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine xác nhận tình hình rất khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Bokrov. Theo trang bản đồ chiến sự Deep State, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở khu vực Selidovo và Tushikurino, nơi đang là những khu vực nóng nhất hiện nay. Hơn nữa, có thông tin cho rằng các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã củng cố các vị trí ở phía nam làng Tushikurino, nơi đứng trên cao điểm then chốt. Việc mất ngôi làng ngay lập tức khiến lực lượng vũ trang Ukraine rơi vào tình thế khó khăn hơn. Sau Tushikurino, không có tuyến phòng thủ thông thường, nhưng lực lượng Ukraine không có sức mạnh hoặc cơ hội để khắc phục tình hình. Ukraine khiến Nga chịu tổn thất lớn về nguồn cung đạn dược. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào các cơ sở ở các thành phố Tikhorets và Torobets của Nga gần như chắc chắn sẽ dẫn đến những gián đoạn, ít nhất là trong ngắn hạn đối với nguồn cung của lực lượng vũ trang Nga. Tình báo Quốc phòng Anh ngày 29 tháng 9 ghi nhận rằng lực lượng Ukraine đã tấn công vào các kho đạn của Nga ở Tikhorets và một cơ sở khác ở Torobets, tỉnh Tver, vào đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 9 bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công này theo sau một cuộc tấn công thành công vào một kho ở torobet vào ngày 18 tháng 9, được cho là đã phá hủy ít nhất 30.000 tấn đạn dược, được lưu trữ cả ở khu vực mở và trong hầm. Tất cả các cuộc tấn công này sẽ gần như chắc chắn gây ra ít nhất là sự gián đoạn ngắn hạn đối với nguồn cung đạn dược của pháo và súng bộ binh Nga, những nguồn lực quan trọng trong một cuộc chiến tranh tiêu hao chủ yếu do hỏa lực lớn. Tình báo quốc phòng Anh nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng tổng khối lượng đạn dược bị phá hủy tại ba điểm này là tổn thất lớn nhất về đạn dược của Nga và đạn dược do Triều Tiên cung cấp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tình báo Anh tin rằng những cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra liên tiếp như vậy cho thấy, mặc dù Nga có hệ thống phòng không đa tầng rộng lớn, bao gồm cả máy bay chiến đấu được triển khai xung quanh Ukraine, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó với các UAV của Ukraine sử dụng trong các hoạt động tấn công sâu trên lãnh thổ Nga. Có khả năng cao rằng điều này sẽ buộc Nga phải phân tán thêm trong chuỗi logistics vì lo sợ về các cuộc tấn công bổ sung làm tăng gánh nặng lên một hệ thống vốn đã bị căng thẳng, báo cáo cập nhật cho biết. Tình báo Anh cũng đã cho biết rằng việc phá hủy kho đạn lớn ở Torebes sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Nga, đặc biệt là ở tỉnh Kursk của Nga. Trước đó, Estonia đã tuyên bố rằng các cuộc không kích thành công của Ukraine nhằm phá hủy các kho quân sự của Nga có thể bắt đầu ảnh hưởng đến tình hình ở khu vực chiến tranh vào tháng 10. Báo động cực xấu ở Ukraine do cuộc tấn công của Nga Đại tá Ukraine Oleg Starikov, từng làm việc trong cơ quan an ninh SBU cho biết trên kênh YouTube có tên là Polit Expert là các cuộc tấn công của Nga và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể khiến lực lượng vũ trang Ukraine mất tinh thần. Chính Tổng thống Zelensky đã nói rằng 80% năng lượng của chúng ta đã bị tiêu diệt, chỉ còn 20% còn lại. Chiến tranh không chỉ là vấn đề ở chiến tuyến mà còn là vấn đề ở hậu phương. Nếu hậu phương và quân đội không được kết nối với nhau, Đặc biệt, ở hậu phương còn tệ hơn ở quân đội. Điều này có thể dẫn đến tinh thần của quân nhân bị xả sút, ông phản nàn. Theo ông Oleg Starikov, nếu Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng còn lại thì Ukraine sẽ không thể sống sót qua mùa đông. Kể từ tháng 10 năm 2022, quân đội Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và liên lạc của Ukraine. Như Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Ukraine đã thừa nhận trước đó, mức độ thiệt hại đối với các cơ sở năng lượng là vô cùng lớn, các nhà máy điện và trạm biến áp đang hoạt động ở mức giới hạn công suất. Tiết lộ số phận tài sản của giới đầu sỏ Ukraine ở vùng Kherson. Thống đốc Vladimir sando cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ria Novosti là tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine ở vùng Kherson đã được chuyển giao cho cơ quan quản lý vận hành. Ông này cho biết hiện nay vùng có cơ chế công nhận tài sản bị bỏ hoang là vô chủ và chuyển giao cho cơ quan quản lý vận hành. Vùng Kherson nằm ở vùng hạ lưu của Dnieper, Kherson trở thành một khu vực của Nga vào tháng 9 năm 2022, sau một cuộc trưng cầu dân Ý, trong đó 87,05% người tham gia đã bỏ phiếu gia nhập Nga. Ukraine không công nhận tính hợp pháp của việc thể hiện ý chí này và tiếp tục bao vây lãnh thổ. Hiện tại, quân Nga đã kiểm soát 75% khu vực Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ hữu ngạn sông Dnieper, bao gồm cả thành phố Kherson. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Nga và Ukraine cuối cùng sẽ vượt qua được sự thù địch của họ sau khi xung đột giữa hai nước láng giềng kết thúc. Hai bên cần bắt đầu tìm kiếm một giải pháp đàm phán ngay bây giờ, ông nói thêm. Chúng ta cần tìm được tiếng nói chung với người Ukraine để chấm dứt cuộc chiến này, ông Lukashenko nói với các sinh viên từ Đại học Tin học và Điện tử Vô tuyến Belarus. Không bên nào nên tiến xa hơn nữa, ông nói, vì họ đã làm quá đủ rồi. Nhà lãnh đạo Belarus dự đoán rằng Nga và Ukraine cuối cùng sẽ khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp, chỉ ra rằng mối quan hệ của đất nước ông với Đức sau Thế chiến thứ hai. Belarus đã bị phá hủy hoàn toàn, ông nói, ám chỉ đến sự chiếm đóng của Đức Quốc xã tại Cộng hòa Xô Viết Belarus, khi đó là một phần của Liên Xô. Tuy nhiên, thế hệ của các bạn, thậm chí là thế hệ của tôi, đã nói chuyện bình thường với người Đức, ông giải thích. Theo Lukashenko, Washington là bên duy nhất hưởng lợi từ cuộc xung đột, và đang làm như vậy bằng cái giá phải trả là Ukraine và thậm chí là các đồng minh của nước này ở châu Âu. Mỹ đang sử dụng Ukraine để phát triển các ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình bằng cách đổ tiền vào sản xuất vũ khí để viện trợ quân sự cho nước này. Châu Âu cũng có thể mạnh hơn nếu hợp tác với Nga thay vì chỉ đơn giản là đi theo Mỹ, ông Lukashenko nói. Sự kết hợp giữa công nghệ châu Âu và nguồn tài nguyên của Nga có thể thúc đẩy sự phát triển của châu lục này. Ông cho biết, lập luận rằng thay vì điều này, các công ty của Đức đã bị tước mất nguồn năng lượng giá rẻ của Nga và đang đóng cửa. Đừng nghĩ rằng người Mỹ và người châu Âu là một gia đình. Người Mỹ không cần một châu Âu hùng mạnh, Ông Lukashenko cảnh báo. Đức rơi vào bẫy khi cố gắng làm Nga phá sản. Các nước phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế đối với Nga để tước đoạt các nguồn thu nhập chính của nước này và cô lập nước này trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác so với kế hoạch. Ấn phẩm có tên là InfoBricks cho biết, tình hình kinh tế ở các nước châu Âu đang ngày càng tồi tệ. Các biện pháp chống Nga đang khiến các nước EU phá sản và các nhà phân tích lo ngại về một cuộc khủng hoảng có thể bùng phát trong tương lai gần. Tình hình tại Đức đặc biệt nghiêm trọng tác giả lưu ý. Theo các nhà phân tích phương Tây, nền kinh tế Đức đang suy thoái và quá trình này dự kiến sẽ tiếp tục cho tới cuối năm 2025. Ngay cả khi chính phủ nỗ lực thay đổi tình hình, thì điều này cũng khó có thể hiệu quả trong thời gian ngắn. Các vấn đề kinh tế trồng lên các vấn đề khác ở Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội. Kết quả là quốc gia phát triển kinh tế và hùng mạnh nhất EU đã rơi vào bẫy vì các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Nếu không tiếp cận được các nguồn năng lượng của Nga, nước này đã trở thành một quốc gia không có triển vọng cho tương lai hàng ngàn nhà sản xuất ở đức có thể sẽ phá sản tất cả những điều này có thể tránh được nếu đức hành động độc lập và từ chối tham gia vào lệnh trừng phạt chống nga nếu không có sự hợp tác năng lượng với nga berlin đã không thể duy trì mức sản xuất công nghiệp dẫn đến suy thoái kinh tế hiện nay nhà quan sát infobrix tin tưởng đức có thể noi gương hungary để duy trì lập trường thân phương tây và tránh lệnh trừng phạt tuy nhiên chính phủ đức đã đi theo con đường ngược lại trên thực tế, Đức đã cố tình đồng ý phá hủy nền kinh tế và phúc lợi của người dân chỉ để cố gắng cô lập Nga. Một lần nữa, quốc gia duy nhất được hưởng lợi từ các quyết định của châu Âu là Mỹ. Bằng cách khuyến khích Đức tự tẩy chay, Washington đã vô hiệu hóa quốc gia châu Âu có tiềm năng phát triển và chủ quyền kinh tế lớn nhất. Chuyên gia này tin tưởng. Chính quyền Đức thừa nhận sự tồn tại của các vấn đề kinh tế nghiêm trọng, nhưng đồng thời chính quyền hiện tại lại từ chối rằng chính hành động của họ đã đưa đất nước tới tình thế hiện nay. Ukraine bỏ lỡ cơ hội vàng, Nga rộng đường tiến quân như vũ bão tại Donetsk. Cách đây hai tuần, toàn bộ mặt trận tương đối yên tĩnh và Ukraine có thể tận dụng tình hình để giành lại thế. Nhưng điều này đã không xảy ra. Một số nhà phân tích cho rằng Kiev đã bỏ lỡ cơ hội vàng để củng cố phòng tuyến trước khi quân dự bị của Nga tới. Ukraine bỏ lỡ cơ hội vàng đối phó đà tiến của Nga các quan chức Ukraine cho biết thời gian gần đây, tần suất tấn công của Nga vào các vị trí của Ukraine dọc toàn bộ mặt trận Donetsk đã giảm 2 phần 3. Tại Bokrok, một mục tiêu chính của quân đội Nga, số cuộc tấn công thậm chí còn giảm một nửa. Cách đây một tuần, Nga đã tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine từ 50 đến 60 lần một ngày. Nhưng hiện tại, Bộ Chỉ quy Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đã ổn định được tiền tuyến. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sersky cho biết, chiến dịch xâm nhập Kursk đã góp phần làm suy yếu cuộc tấn công của Nga hướng tới Bokrok mặc dù Nga không di chuyển nhiều đơn vị ra khỏi khu vực bốt Rốc, ngoài trừ một lữ đoàn thủy quân lục chiến, nhưng hiện tại họ không thể điều động lực lượng dự bị nhanh chóng như trước đây, ông Sersky nói. Tuy nhiên, ông Sersky lưu ý, Ukraine vẫn gặp nhiều thách thức và khó có thể nhanh chóng ổn định tình hình trên mặt trận. Nga đã chiếm được khoảng 6,4 km vuông lãnh thổ ở Donbass. Ở Kursk, các đơn vị Ukraine đã rút lui về các vị trí kiên cố sau khi Nga chiếm lại 24 km vuông lãnh thổ. Nga đã phải điều chuyển gần 10.000 binh sĩ từ Donbass đến khu vực Kursk. Điều này buộc bộ chỉ huy của họ phải tạm dừng hoạt động trên hướng tấn công chính, ít nhất là cho đến khi lính bộ binh mới đến. Các chuyên gia quân sự cho rằng số lượng lính bộ binh của Nga rất lớn. Nhiều quan chức Nga nói rằng sở dĩ các hoạt động tấn công của họ chậm lại là do tạm thời thiếu binh sĩ và cần phải quy động quân dự bị. Họ nói rằng một khi lực lượng dự bị đến, cường độ giao tranh sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi Tổng thống Vladimir Putin vẫn coi Donbass là ưu tiên hàng đầu. Trong bài viết đăng tải trên trang RT, nhà báo chuyên gia về mảng quân sự của Nga Dmitry Kornet cho biết, Nga có thể tập hợp tất cả quân dự bị, Chúng tôi có 5 triệu nhân sự biết cách sử dụng vũ khí. Nếu một nửa trong số họ được cử ra tiền tuyến, chúng tôi sẽ sang phản mọi thứ. Lực lượng dự bị của Nga rất lớn nên những thay đổi về tình hình chỉ là tạm thời. Giới quan sát ước tính, Nga có thể cần tới 2 tuần để điều thêm quân dự bị chiến đấu tại Ukraine và Kiev sẽ có cơ hội để củng cố vị thế của họ trước khi quân dự bị Nga tới. Tuy vậy, Ukraine không có bất cứ động thái quân sự nào trong thời gian này. Nga trọng đường tiến quân như phủ bảo tại Donetsk. Vào đầu tháng 9, một số báo cáo cho biết Nga đã điều động 4 lữ đoàn dự bị đến Donbass để tấn công phía nam bốc Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các đơn vị mới của Nga tham gia cuộc chiến ở phía nam bốc Nhưng tại Ugleda, quân Nga đã tấn công và phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine bao vây một phần thị trấn này. Thị trấn Uleda đã được lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 bảo vệ trong gần 2 năm qua, nhưng họ đang dần kiệt sức do không được luân chuyển và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đây là vấn đề lớn nhất đối với quân đội Ukraine, vốn tái diễn từ khi kết thúc năm đầu tiên của cuộc xung đột. Nga được cho là không gặp phải vấn đề này. Ngoài Uleda, Bokrok, Kurakove và Torres cũng là những điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Giao tranh đang diễn ra dữ dội tại các khu vực này. Trong một ngày, Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine gần Kurakove hàng chục lần bằng cả pháo binh và các trận chiến giáp lá cà. Mỗi ngày có tổng cộng khoảng 60-80 cuộc giao tranh ở hai khu vực tiền tuyến này. Tại Bốc Rốc, hoạt động của quân đội Nga vẫn không thay đổi nhiều so với 6 tháng trước. Họ triển khai các đơn vị riêng lẻ tấn công cường độ khá cao, khoảng 20 binh sĩ được điều động cho mỗi đợt tấn công. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng một số lượng lớn xe bọc thép, trong đó có xe tăng được hiện đại hóa và xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Để đẩy mạnh cường độ giao tranh, quân đội Nga thậm chí còn thành lập một nhóm quân riêng biệt gọi là nhóm quân trung tâm, bao gồm các lực lượng chính của quân khu miền Trung, quân đoàn 1 và một sư đoàn xe tăng. Đây là những lực lượng thiện chiến khiến Ukraine rất khó phòng thủ bằng cách tăng cường cường độ tấn công ở các hướng kurakove và bokrov nga được cho là đang theo đuổi một nhiệm vụ chính cắt đứt tuyến đường Mironas kamatos cô lập các đơn vị quân đội ukraine đang giữ tuyến gần chasitia và các đứt tuyến tiếp tế của họ tình hình ở kakov cũng khá nghiêm trọng nga phần nào đã đạt được thành công về mặt chiến thuật bằng cách thực hiện một số đột phá Họ thường xuyên tăng cường cuộc tấn công bằng bơm dẫn đường trên không. Thời gian gần đây, Nga đã chiếm được làng Bichena và tiến đến sông Oskil. Nga chỉ cách bờ sông dài km. Trong quá trình tiến công, họ đã cắt đôi lực lượng phòng vệ Ukraine và kiểm soát tuyến đường hậu cần hướng đến Kipan. Cụ thể là đường cao tốc Borova-Kipan-Vulovi, nơi đang bị pháo kích dữ dội. Về phía nam, các lực lượng Nga đã chiếm được làng Neves gần Makiska, cho phép họ vượt sông Choni Zerebet và băng qua bờ phải. Ông Vladimir Fokin, chỉ huy tiểu đoàn tấn công số 1 thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine cho biết, mỗi tuần, Nga tiếp nhận tới 1.000 binh sĩ mới cho mỗi sư đoàn. Những người này ngay lập tức tham gia các tấn công theo tỷ lệ 2 chọi 1, lợi thế đang nghiêng về phía họ. Vấn đề mà Ukraine phải đối mặt ngay từ đầu cuộc xung đột là các đơn vị mới của Nga liên tục đổ về. Kể từ trận chiến ở Bakhmut, Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công dồn dập, tận dụng lợi thế về nguồn lực dồi dào. Moscow cho rằng các cuộc tấn công liên tục sẽ khiến lực lượng phòng thủ Ukraine mệt mỏi và làm cạn kiệt các nguồn lực chiến đấu của họ. Chiến thuật này đã hiệu quả. Nga từng thành công ở Azk và bây giờ họ đang làm điều tương tự gần Pokrov. Năm 2023, có khoảng 490.000 người Nga đã ký hợp đồng phục vụ trong quân đội. Theo các nhà quan sát, con số này của năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn. Các quan chức Nga tuyên bố rằng có khoảng 190.000 người đã tình nguyện chiến đấu ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay. Trong thời gian tới, dự kiến 140.000 binh sĩ Nga sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài một năm. Mạng xã hội Nga đưa tin, sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, các binh sĩ này có thể được đề nghị ký hợp đồng để ra mặt trận chiến đấu. Nga cảnh báo kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân. Quan chức Nga cảnh báo quyết định của phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga có thể buộc Moscow phải dùng đến vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti vào ngày 28 tháng 9, Andrei Katabolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, đã bình luận đề xuất gần đây của Tổng thống Vladimir Putin về việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga. Theo ông Katabolov, nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ sản xuất tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, mọi phương án đều có thể được đưa ra xem xét khi Moscow tung đòn đáp trả. "Quyết định sẽ do tổng tư lệnh đưa ra", ông Katabolov nói. Theo ông Katabolov, còn có những yếu tố khác tác động đến việc Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân và vì lý do này, không thể khẳng định liệu vũ khí hạt nhân có thực sự được sử dụng hay không. Quan chức Nga cũng cho rằng sự mơ hồ xung quanh tuyên bố của Tổng thống Putin đã gây ra sự hoảng loạn ở phương Tây. Các đối tác phương Tây trước đây của chúng tôi đã trở nên lo lắng vì đây là một tuyên bố nghiêm túc, ông Katabolov cho biết. Ukraine từ lâu đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Vào tháng 5, Mỹ đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Washington sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Nga nhưng chỉ trong phạm vi rất hạn chế. Quyết định được đưa ra để đáp trả việc Moscow tiến vào khu vực Kharkov của Ukraine. Tổng thống Putin cảnh báo việc dỡ bỏ các hạn chế đối với những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ khiến Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc chiến công khai với Nga. Ông Putin cho rằng Ukraine phải dựa vào vệ tinh do Mỹ và phương Tây cung cấp để tấn công chính xác theo new york times các cơ quan tình báo mỹ đã cảnh báo chính quyền rằng việc dỡ bỏ hạn chế cho ukraine có thể dẫn đến phản ứng dữ dội từ moscow -ba, bao gồm phá hoại các cơ sở bị nhắm mục tiêu ở châu âu và các cuộc tấn công có khả năng gây tổn thất vào các căn cứ quân sự của mỹ và châu âu bất chấp những lo ngại về sự leo thang politico đưa tin rằng vấn đề này vẫn đang được xem xét tại nhà trắng tổng thống putin trong tuần này cho biết các nguyên tắc cơ bản về răng đe hạt nhân của nga cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện tại Chủ nhân Điện Kremlin chỉ ra, tình hình quân sự và chính trị hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ và Moscow phải tính đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới. Ông Putin nhấn mạnh, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thường xuyên biên giới lớn có sự tham gia của máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái. Một cương quốc hạt nhân đối thủ hỗ trợ quốc gia khác tấn công Nga cũng sẽ bị coi là một bên tham gia cuộc tấn công đó. Nói như vậy, việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các tên lửa tầm xa mà họ viện trợ như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh sẽ bị coi là thuộc diện áp dụng quy tắc răng đe hạt nhân của Nga. Toàn bộ mặt trận Kurakhov của Ukraine bên bờ vực sụp đổ Theo kênh Yurashumi, các nguồn tin từ mặt trận báo cáo một thành công lớn khác của quân đội Nga ở khu vực Sukurino. Họ đã chiếm được lãnh thổ của mỏ cũ, Củ, nằm ở phía đông nam của khu định cư này, và do đó, tuyến phòng thủ của ukraine tại khu vực này gần như bị phá vỡ tất nhiên nhiệm vụ của rfaf là vẫn còn phải kiểm soát toàn bộ sukurino nhưng đây là vấn đề rất sớm bởi trên thực tế afu đã hoàn toàn vỡ trận ngôi làng bị các mũi xung kích của nga từ ba phía ép chặt những điểm cao chiếm ưu thế đã nằm ở phía sau họ lực lượng kiev sẽ khó cầm cự được lâu trong tình huống như vậy và điều này đã tạo ra mối đe dọa đối với koinak và Kurakhov, nơi mà các đơn vị rfaf thực tế đang tiến vào từ phía sau Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đang tạo ra một mối đe dọa khác lớn hơn nhiều với đối phương ở phía Bắc một chút. Việc đột phá tuyến Sukurino và những thành công ngày hôm nay ở phía tây nam Selidovo sẽ sớm đưa quân đội Nga đến việc cắt đứt hoàn toàn tiến tiếp tế của AFU ở phía nam và phía tây thành phố. Cuộc tấn công của RFAF từ Novorodovka cũng đang diễn ra thành công sẽ bao vây thành phố từ phía bắc. Sau tất cả, lực lượng Kiev sẽ phải lựa chọn hoặc là chiến đấu đến cùng ở Selidovo hoặc rút lui khỏi thành phố này trước khi bị Nga đóng nắp vạt dầu trong tương lai gần điều này có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ mặt trận của Trump. Ông Trump kêu gọi luận tội bà Harris vì vấn đề nhập cư. Ông Trump kêu gọi luận tội bà Harris vì vấn đề nhập cư trái phép, trong khi ứng viên đảng dân chủ tiếp tục yêu cầu cựu tổng thống Mỹ tranh luận lần hai. Theo The Hill, trong ngày 29 tháng 9, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Tại đây, ông Trump đã kêu gọi luận tội và truy tố Phó tổng thống Kamala Harris về vấn đề nhập cư trái phép ở biên giới. Chính quyền đương nhiệm là những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng di cư trái phép, hàng trăm người đã bị hại vì những chính sách của bà Harris trong vấn đề biên giới. Bà ấy nên bị luận tội, truy tố và loại khỏi cuộc đua tới Nhà trắng, ông Trump nói. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi bà Harris đến thăm biên giới Mỹ Mexico vào ngày 28 tháng 9. Tuy vậy, cựu Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho cáo buộc của mình. Ở chiều ngược lại, Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng ông Trump không muốn giải quyết vấn đề biên giới, mà chỉ đưa ra những tuyên bố theo kiểu khẩu hiệu tranh cử. Trong 4 năm nắm quyền, ông Trump đã không đưa ra điều chỉnh nào với hệ thống nhập cư đã không còn hiệu quả. Ông ấy nói những điều lớn lao về an ninh biên giới, nhưng không có hành động cụ thể, bà Harris nói. Bên cạnh đó, bà Harris cũng kêu gọi ông Trump chấp nhận một cuộc tranh luận lần thứ hai, trong hai ngày tới, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc tranh luận giữa ông Wall và ông Vance, nhưng cuộc tranh luận này không nên là sự kiện cuối cùng giữa hai đảng. Tôi muốn tranh luận lần nữa với ông Trump và tôi nghĩ ông ấy nên chấp nhận, bà Harris cho biết. Theo kết quả thăm dò mới đây của ABC News, IPSOS, phần lớn cử tri đến coi vấn đề nhập cư ở biên giới phía Nam là một chủ đề quan trọng và ông Trump đang dẫn trước bà Harris 10% về khả năng xử lý vấn đề này cử tri Mỹ quan tâm tới cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Ngày 1 tháng 10, theo giờ địa phương, sẽ diễn ra cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống là Tổng thống Tim Gore của Đảng Dân Chủ đến từ bang Minnesota và Thượng nghị sĩ Judy Vance của Đảng Cộng Hòa đến từ bang Ohio. Các cử tri Mỹ thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến cuộc tranh luận này. Các cuộc thăm dò dư luận Trước ngay trước phiên tranh luận cho thấy, thống đốc Kim được lòng cử tri hơn so với thượng nghị sĩ Sheridan với tỷ lệ tín nhiệm lần lượt là 40% và 25%. Giới truyền thông Mỹ cho rằng trong cuộc tranh luận lần này, cả ông war lẫn ông van sẽ cùng nỗ lực bù đắp những khiếm khuyết của ứng viên liên danh của mình. Ông war sẽ đề cập đến những bước đi chính sách thực chất, trong khi ông van sẽ cung cấp những lập luận có logic. Ngoài ra, trong bối cảnh cựu tổng thống Trump từ chối tranh luận lần hai với phó tổng thống Harris Cuộc tranh luận ngày mùng 1 tháng 10 nhiều khả năng sẽ là lần tương tác cuối cùng của hai chiến dịch tranh cử trước những chứng kiến của cử tri cả nước. Bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng sôi động và gay cấn Tiếp tục thông tin về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng sôi động và gay cấn khi cuối tuần qua, cả hai ứng cử viên là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã có buổi vận động tranh cử với nhiều luận điểm nhằm thuyết phục các cử tri. Trong khi bà Harris tìm cách nêu bật các chính sách kinh tế của mình, thì ông Trump đặc biệt ưu tiên vấn đề tăng cường phòng chống tội phạm. Cuối tuần qua, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã huy động được 55 triệu USD trong hai sự kiện gây quỹ. Tại các sự kiện, Phó Tổng thống Harris đã tập trung nêu bật các chính sách kinh tế của mình. Về phần mình, cựu Tổng thống Donald Trump cũng có bài phát biểu vận động tranh cử tại bang chiến địa Penny Ivania, được đánh giá là cử tri có nhiều dao động. Ông Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để nói về tình hình phạm tội của người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, cho rằng đây là nguyên nhân khiến những kẻ khủng bố đang tràn vào nước Mỹ. Penny Ivania được coi là bang quan trọng nhất trong số 7 bang có thể quyết định cán cân trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong những tháng trước cuộc bầu cử, cả ông Trump và bà Harris đã chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch vận động tại bang đông dân nhất nước Mỹ nhiều hơn bất cứ bang nào khác. Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters, IPSOS được thực hiện vào đầu tháng này cho thấy, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% và 40%, trong khi đó, kết quả của các cuộc thăm dò khác cho thấy tỷ lệ tranh lệch rất ít. Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở Bucha, phá hủy 40 xe bọc thép một nỗ lực của Nga nhằm tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của 50 xe bọc thép trên mặt trận Kievan gần khu định cư Pichana đã kết thúc trong thất bại khi lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công, phá hủy hoặc làm hư hại 40 thiết bị. Báo Ukranka Báo Urankaya Prada dẫn lời Yuri Fedorenko, chỉ huy tiểu đoàn Archi của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 92 của Ukraine, viết trên Telegram cho biết, hôm ngày 26 tháng 9, Kẻ thù đã cố gắng tấn công cơ giới vào mặt trận Kipan gần Bichana. Khoảng 50 xe bọc thép của Nga chở quân di chuyển về phía Kolesnikiska và Kuliniakiska. Tiểu đoàn Archi của lữ đoàn cơ giới độc lập số 92 đã phá quỷ và làm hư hại 40 thiết bị quân sự. Theo Fedorenko, 14 thiết bị đã bị phá quỷ, 5 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe tăng, một xe bọc thép chở quân, một xe bọc thép bánh xích đa năng, hai xe tải Uron, một xe tải nhỏ và một xe địa hình ATV. Ngoài ra, 26 thiết bị đã bị hư hại nặng gồm 10 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, hai xe cứu hộ, ba xe bọc thép bánh xích đa năng và một xe tải Uran. Dự án phân tích quân sự Deep State của Ukraine cũng cho biết, ít nhất 9 thiết bị quân sự của Nga đã di chuyển về phía Kuliakiska và khoảng 40 thiết bị về phía Kolesnikiska, một số thiết bị chở quân. Phần lớn thiết bị của đối phương đã bị phá hủy, số còn lại đã rút lui, các nhà phân tích đưa tin. Trong đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 9, không quân Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ hai tên lửa không đối đất KH-59-69 và 69 máy bay không người lái tấn công SES của Nga. Ngoài 69 máy bay không người lái bị bắn hạ, một máy bay không người lái đã bay về phía Nga và ba máy bay đã biến mất khỏi radar trong lãnh thổ Ukraine. Trung Quốc cảnh báo rắn tới Mỹ về Ukraine. Bắc Kinh duy trì lập trường trung thực về cuộc khủng hoảng Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, đồng thời thúc giục Washington bãi bỏ các lệnh trừng phạt bừa bãi. Washington nên ngừng bôi nhọ Trung Quốc, đặc biệt là khi nói đến lập trường của Bắc Kinh về cuộc xung đột Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, hai nhà ngoại giao hàng đầu đã gặp nhau hôm 27 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để thảo luận về những căng thẳng trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế. Sự thù địch giữa Moscow và Kiev chiếm phần lớn trong chương trình nghị sự khi ông Blinken chỉ trích Trung Quốc vì những gì ông tuyên bố là tiếp nhiên liệu cho cổ máy chiến tranh của Nga ngoại trưởng mỹ cáo buộc rằng trong khi bắc kinh nói rằng họ muốn hòa bình thì họ lại cho phép các công ty của mình thực hiện các hành động thực sự giúp tổng thống nga vladimir putin tiếp tục hành vi xâm lược điều đó không hợp lý ông nhấn mạnh rằng nếu mối quan hệ này liên quan đến việc cung cấp cho nga những gì nước này cần để duy trì cuộc chiến này thì nó sẽ gây ra vấn đề cho chúng tôi và nhiều quốc gia khác đặc biệt là ở châu âu Ông Vương Nghị đáp trả, nói rằng theo trích dẫn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Kỳ nên ngừng bôi nhọ và đóng khung Trung Quốc, áp đặt lệnh trừng phạt một cách bừa bãi và ngừng sử dụng điều này làm cái cớ để tạo ra sự đối đầu và kích động sự đối đầu giữa các phe phái. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh vẫn duy trì lập trường cởi mở và minh bạch về cuộc xung đột ở Ukraine và luôn nhấn mạnh về việc thúc đẩy hòa bình và đối thoại đồng thời đã nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chính trị theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28 tháng 9. Ông Vương cũng lưu ý rằng Trung Quốc phản đối cái mà ông gọi là sự đàn áp của Mỹ đối với nền kinh tế, thương mại và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng an ninh quốc gia không thể bị chính trị hóa. Tháng trước, Mỹ đã công bố danh sách những trừng phạt mới nhằm vào gần 400 công ty và cá nhân, bao gồm cả những công ty từ Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ vì những gì Washington cho là sự ủng hộ của họ đối với Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng đặc biệt quan ngại về quy mô xuất khẩu hàng hóa sử dụng cho mục đích kép từ Trung Quốc sang Nga mà họ tuyên bố đã giúp Moscow giải quyết những khoảng cách nghiêm trọng trong chu kỳ sản xuất quốc phòng của Nga. Sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, Trung Quốc đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và kể từ đó, thương mại giữa hai nước đã tăng điều đặn. Bắc Kinh cũng đã tự định vị mình là một bên trung lập trong cuộc khủng hoảng, nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình. Bình luận về mối quan hệ với Bắc Kinh, ông Putin đã bác bỏ ý kiến cho rằng Nga đang trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế, nhấn mạnh rằng nền kinh tế EU dễ bị tổn thương hơn nhiều về mặt đó. nga cắt đứt đường tiếp viện xiết vòng vây ukraine ở pháo đài donbass lực lượng nga đã cắt đứt hoặc kiểm soát hỏa lực tất cả con đường dẫn đến voleda đe dọa vòng của ukraine ở mặt trận miền đông tất cả các con đường mà đối phương sử dụng để cung cấp nhân lực thiết bị và đạn dược cho voleda ukeda đều đã bị cắt đứt hoặc kiểm soát hỏa lực vladimir korok Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh thuộc Phòng xã hội Liên bang Nga nói với hãng tin TASS Nga hôm ngày 26 tháng 9. Theo ông Goros, lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 1 phần 3 khu định cư và các tuyến đường được sử dụng để tiếp viện cho lực lượng Ukraine ở Vuleda đều đã bị Nga cắt đứt hoặc kiểm soát. Đối với Vuleda, những người ủng hộ Ukraine đang ẩn náo ở đó, tránh giao tranh trực tiếp và chỉ tấn công thị trấn bằng máy bay không người lái tự sát pháo binh và pháo phản lực, nguồn tin cho biết thêm. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng Denis Puhilin, một lãnh đạo thân Nga ở Donetsk, tuyên bố trận chiến giành lại Vuleda đã diễn ra và giao tranh đang diễn ra bên trong thị trấn này. Phobi dựa vào thông tin từ thực địa cho thấy, lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây Vuleda ở khu vực Donetsk. Ông Buhilin nói rằng việc kiểm soát Vuheda có thể hoàn toàn thay đổi cán cân quyền lực ở tiền tuyến miền đông Ukraine. Từ Vuheda, Nga có thể tiến tới Bokrov và Kurakove một cách dễ dàng, tạo ra thế phê bọc các tuyến huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass. Theo nhóm phân tích Fortylingensi Insight của Ukraine, hoạt động phòng thủ của Vuleida hiện có thể đang ở giai đoạn cuối. Các dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine, cụ thể là Lữ đoàn 72, đã bắt đầu rút lui dần dần đến các vị trí phòng thủ sau các mối đe dọa gần đây của lực lượng Nga đối với các bên sườn của thành phố. Trước đó, Lữ đoàn 72 đã bám trụ mạnh mẽ ở Vuleida trong 31 tháng và ngăn chặn hàng loạt cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái, khiến Moskva thiệt hại hàng chục thiết giáp sau các đòn xuyên phá trực diện. Một chỉ huy bộ binh của Lữ đoàn 72 của Ukraine, được gọi là Oscar, ngày 24 tháng 9 cho biết lực lượng Nga dồn dập tấn công thị trấn Fulida và tình hình ở khu vực này căng thẳng liên tục. Theo chỉ huy Ukraine, quân đội Nga đang tiến về phía Fulida, cố gắng ập vào khu định cư này từ các hướng khác nhau dọc theo tiền tuyến. Andriy Kovalenko, giám đốc trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết vị trí của Volodya trên vùng đất cao khiến nơi này trở thành một điểm phòng thủ chiến lược. Tuy nhiên, với đợt ném bom dẫn đường gần đây, lực lượng Nga đã phá quỷ được nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn, giúp bộ binh Nga có thể tiến lên. Chiến lược tiêu thổ của Nga nhằm loại bỏ các chướng ngại vật khiến bộ binh Ukraine không còn nơi ẩn nấp. Andriy Kovalenko, giám đốc trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cũng cho biết, Nga đã phá hủy thị trấn Vuleda và đang cố gắng tiến công từ hai bên sườn. Thông tin từ các blogger quân sự và các quan sát viên cho thấy, lực lượng Ukraine đang có nguy cơ bị Nga bao vây ở Vuleda. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách khu vực Nga kiểm soát ở Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Fulida đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra vào năm 2022 và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam của tỉnh Donetsk. Nằm cách bóc rốc, nút giao chiến lược ở Donetsk và trung tâm hậu cần huyết mạch ở miền đông Ukraine 50 km về phía nam, Fulida thường được gọi là pháo đài vùng Donbass việc mất Vulida sẽ gây ra mối đe dọa cho sườn phía nam của Bokrok, một thành phố khác mà Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững trong bối cảnh diễn ra các cuộc tấn công liên tục của Nga. Nga nêu lý do thay đổi học thuyết hạt nhân. Đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra nhằm răng đe các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, Điện Kremlin cho biết. Việc này nên coi là một tín hiệu rõ ràng. Đây là tín hiệu cảnh báo các nước không thân thiện về hậu quả nếu họ tham gia tấn công Nga bằng nhiều phương tiện khác nhau, chứ không nhất thiết phải là hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26 tháng 9 cho biết khi được hỏi về mục đích Moscow sửa đổi học thuyết hạt nhân. Ông Peskov nói thêm, đặc biệt là khi nói đến một tình trạng bế tắc chưa từng có do sự tham gia trực tiếp của các quốc gia phương Tây, bao gồm cả các cường quốc hạt nhân và cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin hôm qua đã đề xuất các thay đổi đối với học thuyết hạt nhân Nga nhằm phù hợp với thực tế hiện tại. Hành vi ghi hấn chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân nên được coi là cuộc tấn công chung của họ, chủ nhân Điện Kremlin đề xuất. Ông nói thêm, Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân ngay khi nhận được thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn hoặc cuộc không kích cho một quốc gia khác tiến hành nhằm vào Nga. Ông Beskod nhấn mạnh phương Tây không nên đánh giá thấp tính chất nghiêm trọng trong các tuyên bố của Tổng thống Putin. Moscow từng nhiều lần cảnh báo nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ, Nga sẵn sàng đáp trả bằng mọi phương tiện sẵn có, kể cả bằng vũ khí hạt nhân. Nga dựng phòng tuyến Kurs kiên cố, tung lực bẻ gãy mũi tiến công Ukraine. Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp thách thức nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Chúng tôi đã thiết lập một số tuyến phòng thủ. Dựa trên điều này, chúng tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện. Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Amat, phó cục trưởng Cục Chính trị và Quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố hôm 25 tháng 9. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng, ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng triển khai đến khu vực này cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga. Tôi nghĩ sẽ mất vài tháng để đẩy đối phương ra khỏi khu vực này. Tôi đã nói trước đó rằng chúng ta sẽ mất 2 đến 3 tháng và bây giờ tôi tin rằng chúng ta sẽ cần thêm vài tháng nữa, ông Alaudinov cho biết. Chúng ta cần tự làm rõ rằng đối phương đã mất hầu hết nguồn lực mà họ mang đến đây. Họ đã nhận ra rằng họ không thể tiến công bất kể họ hành động như thế nào, tướng Nga chỉ rõ. Ông khẳng định quân đội Ukraine không thể xây dựng được hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở Kursk. Trước đó, tướng Alodinov xác nhận Ukraine bị tổn thất nặng nề khi đưa quân vào Kursk. Đối phương đã bị tổn thất nặng nề, lực lượng Ukraine không còn sức để tiến lên và cố tìm cách giữ những khu vực đã chiếm được. Chúng ta đã giành lại 12 làng, ông Alaudinov nhấn mạnh. Kyiv Post đưa tin, Ukraine tuyên bố đã mở thành công một mũi tấn công mới vào Kursk. Đây là hoạt động đột kích biên giới Nga thành công thứ hai kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công khu vực Kursk. Lữ đoàn Ukraine cho hay nhưng không nêu rõ vị trí và thời gian đột kích thành công. Hiện chưa có nhiều thông tin về lần đột kích thứ hai này của Ukraine, nhưng mục đích dường như giống lần đột kích ban đầu. Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công vào các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk, cũng như chiến dịch tấn công ở miền đông Ukraine. Trong vòng 4 ngày, Ukraine tấn công 3 kho vũ khí lớn của Nga, tuyên bố phá hủy hàng chục nghìn tấn đạn dược của đối phương. Ngoài ra, Kiev tiếp tục hối thúc đồng minh phương Tây bật đèn xanh cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, phương Tây vẫn khá rẻ rặt với đề nghị này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nỗ lực tiến công của Ukraine ở Kursk tiếp tục bị đẩy lùi. Quân đội Nga vẫn tìm cách vô hiệu hóa chiến dịch của đối phương ở vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 9 cho hay Ukraine đã mất hơn 16.700 quân, 127 xe tăng, 61 xe tác chiến bộ binh, hơn 900 xe bọc thép, các loại cùng nhiều trang thiết bị khác trong chiến dịch tấn công Kursk kéo dài gần 2 tháng. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đã tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. Ông Zelensky bị phản ứng vì chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn pháo ở Mỹ. Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng hòa ở Mỹ đang yêu cầu mở cuộc điều tra đầy đủ về chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky đến một nhà máy sản xuất đạn pháo vì nó có thể vi phạm luật pháp Mỹ. Hôm 23 tháng 9, tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm một nhà máy quân sự ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ. Hình ảnh video từ chuyến thăm cho thấy ông Zelensky đang ký tên trên quả đạn pháo dành cho Kiev trước sự chứng kiến của tổng thống Joe Shapiro của Đảng Dân chủ. Chuyến thăm này của tổng thống Ukraine ngay lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội của nhiều nghị sĩ Mỹ và một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về chuyến thăm vì có thể vi phạm luật pháp Mỹ. Tôi 100% phản đối điều này, giống nhiều người Mỹ. Chính phủ Mỹ nên đàm phán hòa bình, chứ không nên kích động chiến tranh, nghị sĩ Marjorie Taylor Green nói. Nội dung một lá thư chung mà chín thành viên Quốc hội Mỹ gửi cho Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ. Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng vi phạm luật pháp Mỹ do chuyến thăm gần đây của ông Zelensky tới Penny Ivania và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về việc sử dụng tài sản quân sự của Mỹ và các nguồn lực liên bang liên quan đến chuyến thăm theo các nghị sĩ chuyến thăm của ông zelensky có thể có động cơ chính trị theo họ việc các quan chức cấp cao của đảng dân chủ trong đó có tổng thống benny ivania john shapiro tháp tùng ông zelensky trong chuyến thăm này ngay trước cuộc bầu cử tổng thống có thể bị coi là vi phạm luật địa phương cấm quan chức liên bang tham gia hoạt động chính trị khi đang làm nhiệm vụ các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lập luận rằng điểm dừng chân tại Benny Ivania là chiến dịch của ông Zelensky nhằm vận động cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Harris trong khi sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ. Bức thư cũng lưu ý rằng ông Zelensky có thể đã đến Benny Ivania trên máy bay quân sự Boeing C-17 của không quân Mỹ và lực lượng an ninh của ông cũng do cơ quan mật vụ cung cấp. Ông Zelensky đang công khai vận động cho Đảng Dân Chủ tại chiến trường Benny Ivania ngày hôm nay cách thời điểm diễn ra cuộc bầu cử chỉ khoảng 50 ngày. Thật không thể tin được, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Eric Schmidt viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Nghị sĩ Sean Paniel, người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và từng là ứng cử viên Thượng viện, đã nói tại một cuộc vận động tranh cử của ông Trump rằng Tổng thống Zelensky đã ở Penny Ivania và ký bom với Thống đốc Shapiro. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với The New Yorker được công bố hôm 23 tháng 9, Tổng thống Zelensky gọi phó tướng Chirivans của ông Trump là quá cực đoan và đề xuất thượng nghị sĩ nghiên cứu về thế chiến hai. Nghị sĩ Van từng kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt sự hỗ trợ của Ukraine và để Kiev nhượng lãnh thổ cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình. Ý tưởng rằng thế giới nên chấm dứt cuộc chiến này bằng cái giá phải trả của Ukraine là không thể chấp nhận được, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn. Tiết lộ kế hoạch NATO chuẩn bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO có thể sẽ phải sơ tán số lượng lớn thương vong bằng tàu bệnh viện, giám đốc hậu cần của khối cho biết. Người đứng đầu bộ phận hậu cần của NATO cho biết NATO sẽ phải xử lý một lượng lớn thương vong ở tiền tuyến mà không có khả năng vận chuyển họ đi điều trị trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn với Nga. Trung tướng Alexander Sofran, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hỗ trợ và Hỗ trợ chung, GSEC, của NATO đã nêu ra những khó khăn mà quân đội sẽ phải đối mặt trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 25 tháng 9. Ông Sean Frank cho biết, thách thức sẽ là phải nhanh chóng đảm bảo chăm sóc chất lượng cao trong trường hợp xấu nhất cho số lượng lớn người bị thương. Ông nói thêm rằng môi trường của một cuộc xung đột giả định với Nga sẽ hoàn toàn khác so với những gì Mỹ và các đồng minh phải đối mặt ở Afghanistan và Iraq. Không giống như những kẻ nổi loạn ở Trung Đông, Nga có khả năng quân sự để đe dọa máy bay của NATO, Sean Frank lưu ý, đồng thời dự đoán rằng hoạt động sơ tán y tế sẽ phải được thực hiện trên mặt đất. Vì lý do lập kế hoạch, cần phải cân nhắc mọi phương án để đưa một lượng lớn người bị thương đến các cơ sở y tế, bao gồm cả tàu hỏa nhưng có khả năng là cả xe buýt, quan chức NATO cho biết. CNN đưa tin đầu tháng này cho biết, Ukraine hiện đang sử dụng tàu bệnh viện để sơ tán binh lính bị thương khỏi tiền tuyến. Hãng tin Reuters cũng cho biết Bộ Chỉ huy Hậu cần của NATO có trụ sở tại thị trấn Ung, miền nam nước Đức gần đây đã tổ chức một cuộc tập trận nhằm phối hợp sơ tán y tế. Sean Frank cho biết các kế hoạch dự phòng của GSEC sẽ đòi hỏi một nền tảng pháp lý cho các vấn đề như vận chuyển nhanh ma túy qua biên giới quốc gia. Ông cũng kêu gọi một station y tế quân sự, tương tự như cách khối này cần một station quân sự, để nhanh chóng triển khai quân đội và vũ khí đến sườn phía đông, Mỹ và các đồng minh đã tuyên bố rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công NATO và phương Tây có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn kết quả đó bằng cách vũ trang cho Ukraine. Khối này đã mở rộng ở châu Âu trong nhiều thập kỷ, vi phạm các cam kết được đưa ra trước khi Moscow đồng ý thống nhất nước Đức vào năm 1990. Chính phủ Nga đã trích dẫn cách tiếp cận của NATO đối với biên giới của mình và ý định của khối này muốn đưa Kiev vào hàng ngũ của mình là những nguyên nhân chính gây ra xung đột ở Ukraine. Các quan chức ở Moscow đã phủ nhận việc có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với NATO. ISW phát hiện điểm yếu đáng kể của Nga Sau các cuộc tấn công của Ukraine vào ba kho đạn của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đã nói rằng đây là điểm yếu đáng kể trong một báo cáo gần đây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, ba kho quân sự của Nga ở phía Tây và Tây Nam nước Nga kho Otiaski và Torobes ở vùng Tiver và kho Tigrostres ở Rasnodarai là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 18 và 20 tháng 9. Việc quân đội Nga tiếp tục sử dụng các cơ sở hậu cần quy mô lớn là một lỗ hổng đáng kể mà Ukraine có thể khai thác nếu các quốc gia phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine. ISW viết trong báo cáo ngày 23 tháng 9, ISW cho biết Nga được cho là không nỗ lực nhiều để che giấu vị trí các kho đạn dược của họ, vì một lốc gờ quân sự người Nga được cho là đã phàn nàn về cách Google Maps và Yandex hiển thị vị trí của các cơ sở này và các công ty vũ trụ tư nhân cung cấp những bức ảnh mới nhất về các vật thể quân sự của Nga. ISW tiếp tục đánh giá rằng các quốc gia phương Tây có thể làm suy yếu khả năng tận dụng vật liệu hàng loạt của Nga ở quy mô lớn bằng cách loại bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hỏa lực chính xác ở Nga, và bằng cách buộc Bộ Chỉ huy Nga phải phân chia các kho đạn thành các cơ sở nhỏ hơn và kém hiệu quả hơn. Một số trong số đó sẽ xa Ukraine hơn, báo cáo cho biết. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không chỉ phá hủy các địa điểm mà còn phá hủy đạn dược mà Nga cất giữ và phương pháp vận chuyển mà người Nga có thể sử dụng để di chuyển vật liệu. Các cuộc tấn công cũng gây ra hỏa hoạn trên diện rộng khắp các khu vực, dẫn đến thương tích và phải sơ tán cư dân gần đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của ukraine đã phá hủy tên lửa và hệ thống phòng không của triều tiên được lưu trữ tại kho đạn dược của nga cũng như các tòa nhà lưu trữ toa xe lửa có khả năng được lực lượng nga sử dụng để vận chuyển vật liệu đến các kho khác và rất nhiều thứ mà isw tin là các ống phóng tên lửa isw lưu ý rằng vì những hình ảnh mô tả cảnh vật liệu được bố trí dày đặc điều này làm nổi bật tình trạng thiếu an ninh hoạt động gần các kho quân sự và chỉ ra thêm rằng những hạn chế của phương tây đối với khả năng ukraine bắn vũ khí do phương tây cung cấp vào nga đã cho phép moscow có sự linh hoạt trong việc bỏ qua việc bảo vệ các khu vực phía sau của các kho isw cũng lưu ý rằng tính linh hoạt này đã mang lại cho nga khả năng tối ưu hóa các cơ sở hậu cần lớn để tập hợp vật chất số lượng lớn đến ukraine Ukraine lên tiếng đề xuất thỏa hiệp lãnh thổ với Nga. Ukraine tuyên bố việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi tất cả vùng lãnh thổ bị kiểm soát là điều kiện cần thiết cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong một tuyên bố được đăng tải hôm 25 tháng 9, Bộ ngoại giao Ukraine cho biết không thể có một giải pháp nửa vời và việc Nga rút toàn bộ quân khỏi vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine là một kịch bản thực tế việc rút quân Nga khỏi các vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận là một trong những điều khoản bắt buộc trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố. Điều này và các điều khoản khác của công thức hòa bình sẽ đảm bảo một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ lục địa châu Âu và thế giới. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ. Trước đó, Tổng thống Sách Paver bình luận với New York Times rằng Ukraine nên chấp nhận khả năng một số lãnh thổ của nước này có thể tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi xung đột kết thúc. Ông Pavel tin rằng một động thái thỏa hiệp tạm thời về lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát có thể chấp nhận được nếu điều đó cho phép cuộc chiến chấm dứt. Việc Ukraine hay Nga thất bại hoàn toàn không bao giờ xảy ra, vì vậy kết cục sẽ đâu đó ở giữa kết quả xung đột nhiều khả năng nhất là một phần lãnh thổ Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga một cách tạm thời. Tổng thống Pavel nói, nhà lãnh đạo Séc cũng dự đoán tình trạng tạm thời như vậy có thể kéo dài hàng năm. Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu khẳng định rõ quan điểm không nhượng bộ về lãnh thổ để đối lấy hòa bình với Nga. Theo Tổng thống Zelensky, tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 27% lãnh thổ Ukraine, các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine được quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga tuyên bố đã sáp nhập toàn bộ lãnh thổ của các khu vực này, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn hai thủ phủ khu vực gồm Kherson và Zaporizhia. Moscow cũng kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sau khi sáp nhập khu vực này vào năm 2014. Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình 10 bước của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng dự kiến trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Mỹ vào tuần này. Ukraine đã phát thảo một kế hoạch chiến thắng với nhiều điểm khác nhau, trong đó có việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép, đồng thời hối thúc NATO kết nạp Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường trừng phạt Nga. Mặc dù vậy, một số quan chức phương Tây cảnh báo không nên kỳ vọng quá nhiều vào kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Các nước phương Tây cũng bắt đầu lo lắng về an ninh của chính mình khi Nga tiếp tục sản xuất vũ khí có thể gây ảnh hưởng ra ngoài Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đến khi Ukraine đạt được một nền hòa bình bền vững. Người Ukraine đối mặt cuộc khủng hoảng vô gia cư Chiến tranh gây thiệt hại cho 2 triệu ngôi nhà ở Ukraine dẫn đến sự gia tăng đáng kể số người vô gia cư. Số người tị nạn từ Ukraine cũng có nguy cơ ngày càng tăng ở châu Âu. Theo một báo cáo mới công bố, cuộc chiến với Nga đã làm bùng nổ tình trạng vô gia cư ở Ukraine, trong đó gần 1 phần 4 số người phải ngủ ngoài trời hoặc trong các nơi trú ẩn khẩn cấp là những người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự. Hiện không rõ số lượng chính xác của những người vô gia cư ở Ukraine, nhưng những báo cáo trên nêu bật thiệt hại nặng nề của cuộc chiến đối với người dân Ukraine, với hơn 3,5 triệu người phải sơ tán ở trong nước kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Nhiều người trong số 6,2 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu cũng có nguy cơ vô gia cư. Mỗi ngày lại có thêm nhiều người mất nhà cửa vì chiến sự, chỉ mình chúng tôi không thể giúp đỡ tất cả mọi người giám đốc điều hành tạm thời của tổ chức từ thiện Depot International tại Ukraine, Anna Skori nói. Hồi tháng 2, Liên Hợp Quốc báo cáo 2 triệu ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại ở Ukraine. Trong khi đó, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine, khiến khoảng 20.000 người phải di tản khỏi Borov trong tháng qua. Tại hội nghị đảng lao động ở Liverpool cuối tuần qua, Ngoại trưởng Anh David Lammy đã lên tiếng cảnh báo rằng những thách thức do chiến tranh gây ra có thể trầm trọng hơn đáng kể trong hai năm tới. Trong số những người vô gia cư được tổ chức Depo phỏng vấn, 69% là nam giới và gần một nửa ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Phụ nữ và trẻ em nhận được nhiều sự trợ giúp hơn dưới hình thức nơi trú ẩn công cộng, các chương trình viện trợ quốc tế và nơi trú ẩn ở nước ngoài so với công dân nam từ 18 đến 60 tuổi những người không được phép rời khỏi Ukraine theo luật nghĩa vụ quân sự thời chiến. Giám đốc Skory cũng cho biết, có ít người trên 45 tuổi trên đường phố hơn vì họ có nhiều khả năng mắc các bệnh lý hoặc không thể đối phó với mùa đông khắc nghiệt của Ukraine và có nhiều khả năng phải nhập viện hoặc tử vong. Số lượng người vô gia cư ngày càng tăng đã gây căng thẳng cho các nguồn lực hạn chế dành cho những người dễ tổn thương nhất của xã hội Ukraine nơi chỉ có một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư do chính quyền quản lý tại Kiev phục vụ cho miền trung Ukraine. Theo cảnh báo, ngay cả sau cuộc xung đột kết thúc, vấn đề vô gia cư do chiến tranh gây ra sẽ còn kéo dài nhiều năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.